Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tiến Lành Tegamin đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về series mới, series Minecraft Vua Hải Tặc nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ trên chặng đường trở thành vua hải tặc tương lai nha mọi người. Ok, thì trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm song song với cái series Mini World Sinh Tồn Núi Lửa là một cái series Minecraft Vua Hải Tặc nha mọi người. Ok, mọi người nhớ để lại một like, một chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Và đầu tiên thì được sinh ra một cái vùng đất bên cạnh là biển, ở bên kia có một cái con thuyền hải tặc kìa. Thế nên mình sẽ qua đó mình đánh chiếm ở từ, và ở đây có một cái anh hải quân. Thật là mình phải cẩn thận một tí xíu, không anh đó đánh mình nữa là xỉu. Ôi, đúng, tích chưa. Nhưng mà trước khi vào chơi á, mình xin phép mọi người cho mình chơi cái Keep Inventory, bật cái Keep Inventory chu nha mọi người. Chơi cái để giữ đồ cho mình đó, chứ không mắc đồ một phát là uổng xỉu luôn á. Và từ, để mình lượm hết đồ trong này đã. Ok, và trước khi đó mình sẽ chặt một cái... sẽ chặt cái cây này nhé mọi người. Ok, chặt xong cái cây này thì mình có cài một cái mod van miner, đúng, một cái mod van miner giúp mình chặt cây nhanh hơn đó mọi người, khá là xịn sò. Tàu, và bây giờ mình sẽ đánh cái anh này đã. Anh này cứ đánh mình hoài, ghét thật sự. Và anh bên kia có một anh nữa kìa. Thì tàu mình phải núp, không mình đỡ đánh mình nữa là xỉu luôn á. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái mine này đi mọi người. Mình đi đào lấy thêm mấy cục đá đã, bởi vì phải lên đồ đá luôn nha mọi người, rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ lên đồ đá đã, và mình có một cái mod van miner khá là nhanh luôn, nên không cần phải đi đào từng cục nữa. Đó, bấm một phát là ra hết luôn. Và mình sẽ chế tạo một cái bàn chế tạo crafting table, và ở đây có sắt nữa nè. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cuốc bằng sắt đi. Rồi, một cuốc bằng đá chứ nhầm. Rồi, và đào hết đám đá này luôn. Và ở đây có than nữa nè. Đó, đào hết ra luôn. Ok, xịn sò ngon mò liền. Và bây giờ mình sẽ lấy cái... mình sẽ chế tạo thêm một cái kiếm đi. Một cái kiếm bằng đá. Đây, ok. Như vậy là mình đã sẽ đủ đồ của... đủ các công cụ của đồ đá rồi đó mọi người. Xịn sò luôn. Và bây giờ đào hết đám than này luôn. Đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi lên trên, phía trên coi thử. Nãy mình thấy bên kia có một cái căn nhà gì kìa. Ở trước mặt mình có một cái căn nhà gì đó. Và bây giờ mình sẽ qua bên đó xem thử. Ủa, phải không ta? Ở trước mặt mình không? Mình sẽ nghĩ coi thử. Ở kia kìa, đây có một cái căn nhà gì đó mọi người. Ở đây có một cái cây gì màu vàng gì khá là kỳ lạ nữa. Và mình sẽ xem thử. Mình có đồ ăn không? Mình có 3 ổ mì. Ok, lấy 3 ổ mì này mình sẽ cầm hơi bằng 3 ổ này nha. Rồi, và để mình bật cái map lên xem. Mình thấy mình có một cái căn nhà. Căn nhà gì nữa nè. Rồi, để mình giờ mình qua bên đó xem thử. Có khá là nhiều luôn. À, đúng rồi mọi người, mình có cái mình chưa chọn nghề nữa. Bây giờ mình sẽ chọn nghề là hải tặc nha. Người là người cá. Và mình sẽ chọn nghề kiếm sĩ nữa. Đó, bây giờ mình sẽ dùng kiếm gọi là mạnh hơn đó mọi người. Và để bây giờ mình xem thử còn ở đây còn sắt không. Hết sắt luôn rồi. Và ok, ở đây có một cái căn nhà gì nữa nè. Mình biết, mình nhớ cái căn nhà rồi. Căn nhà này là căn nhà của mấy cái anh sơn tặc hay sao á. Và ở bước phía bên dưới là một cái những cái hang, một cái gọi là địa đạo của cái anh sơn tặc hay sao á. Nhìn khá là sợ luôn. Ở dưới này nè mọi người. Rồi mình có được cái giường free luôn, khá là xịn sò. Ok, và mình sẽ đúng rồi, ở đây có cái lò nung này, sẵn tiện nên nhờ ké cái lò nung này luôn nha. Rồi, và ở dưới đây có một cái địa đạo của anh sơn tặc nè. Đó, mình sẽ đạp ra cho mọi người xem. Thấy chưa? Đó, ở xuống dưới đây thì sẽ có khá là nhiều sơn tặc luôn. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đủ gọi là chưa đủ đồ á, mình chưa dám xuống đó đâu mọi người. Mấy anh đó đánh một phát là mình ngụm cụ tẻo luôn đó. Và ok, để bây giờ mình nung hết đám sắt này ra luôn đã. Đó, rồi, và bây giờ tí nữa mình chơm luôn cái lò nung này luôn. Đó. Không, tự nhiên có cái lò nung thì mình sẵn mình tiện mình chơm luôn. Sẵn chơm hai cái rương này luôn. Rồi, đặt cái cửa đâu đi. Mình đâu cần sử dụng cái cửa đâu. Và ok, sắp được rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy luôn cái lò nung này luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi ra, mình qua bên cái nhà kia thử. Ô, từ từ, mình có phát hiện được quặng siêu sắt này mọi người. Quặng Super Iron nè. Quặng sắt Super nè, ok, được rồi. 4 quặng sắt Super. Ô, và ở đây có một cái công trình nữa. Wow, cái này là cái công trình của cái căn nhà lúc nãy mọi người. Hình như đây là một cái đình trình hay sao á. Cái này xịn sò luôn. Và mình sẽ nghĩ xem thử trong này có gì. Có quặng sắt nữa nè. Ok, đào hết cái quặng sắt này luôn. Và mình sẽ nghĩ xung quanh coi thử có gì hấp dẫn hay không. Hình như là dưới đây là nơi ở của mấy em quái vật không à. Khá là nguy hiểm luôn. Nhưng mà mình chưa có đủ đẳng cấp để xuống dưới đâu. Thôi mình sẽ đi lên trên đi, khá là sợ luôn. Và mình sẽ lấy block đá đi.
lấy mấy block đá này mình đi lên trên nha mọi người. Nghe tiếng zombie rồi kìa, sợ quá sợ quá sợ quá. Đi lên trên phía trên một tí xíu. Ok, và mình sẽ đi vô căn nhà đây, có thử trong nhà này có đồ hay không nha. Ở trên này có phải là hang không? Có một cái hang nhỏ nhỏ. Rồi, và mình sẽ đi vô trong cái nhà này, khám phá trong nhà này có gì không nha mọi người. Từ từ, cái này thì mình phải cần đặt con này lên một xíu. Rồi, ok. Và ở trong này có một cái lò nung này, tạm tiện thì nung luôn. Đặt cái lò nung này xuống luôn. Chắc bây giờ mình sẽ tạm sống ở đây luôn đi nha mọi người. Đặt một cái tên là home. Đó, tạm thời sống sống nhờ ở cái căn nhà này đi. Nhưng mà ở dưới này có một cái dungeon nên khá là nguy hiểm á. Rồi và bây giờ ui, ở đây có một cái cung power này nhưng mà mình không cần. Có một cái stone này. Rồi, một cái đồ mấy đồ bằng sắt, một cái rìu bằng sắt nè. Ok, quăng mấy đồ bằng đá này lên. Đó, có mấy đồ bằng đá, có mấy đồ bằng gỗ thì mình quăng lên luôn nha. Rồi và bây giờ mình sẽ xuống mình xem thử cái mấy cái quặng sắt super thử được chưa. Đó, nung hết luôn rồi nè. Và được khá là nhiều sắt luôn. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cây kiếm bằng sắt đi. Đó, bây giờ mình sẽ lên đồ sắt luôn nha mọi người cho nó an toàn một tí xíu. Mình cần một cái giáp bằng sắt nè, một cái quần và một cái mũ. Đây rồi, một cái mũ và một đôi giày. Như thế là mình đã được full đồ sắt rồi nè. Xịn sơ con bò luôn. Và ok, như thế là mình đã full set đồ sắt rồi. Khá là bá đạo, mới vô mà đã có set đồ sắt là khá là xịn luôn. Và bây giờ mình sẽ ra thử bên cái đám tàu. Bên cái tàu này thử đi đột nhập cái tàu này nha mọi người. Ui, và ở dưới đây có một cái cái dưới đây là cái dungeon của ngôi nhà đó mọi người. Nhưng mà nó không có sâu nên nó bị lộ phía biển luôn nè. Rồi và bây giờ mình sẽ bơi qua đá cái này một xíu. Mình chưa cái set cái khả năng của cái nghề kiếm sĩ nữa. Bây giờ mình sẽ set cái khả năng của nghề kiếm sĩ một phát. Ok, đó, bây giờ thì mình có... Ui, ở phía đây có một căn thuyền nữa nè. Ok, xịn sò luôn. Đây là thuyền của hải quân. Ok, để bây giờ mình sẽ... mình sẽ bắn một cái skill này lên đi. Bắn một cái. Đó, cho nó nổ cái này nè mọi người, để mình bắt block lên cho dễ. Đây rồi, và bây giờ mình sẽ bắt block lên. Bởi vì bây giờ mình chưa có thật sự mạnh á, nên mình không có thể đi đường chính, có thể đánh với mấy cái em hải tặc này được. Và mình có một cái rương bằng gỗ. Và bên này thì chúng ta có mấy cái belly. Bên này thì chỉ có gì đây? Cái này thì hình như là rương đồ ăn. Và chúng ta có một cũng khá khá đồ ăn đó. Ok, mình đi cướp thôi chứ mình không có đi chiếm đánh được. Bởi vì mấy em mới khởi đầu thì mình chưa có đủ đồ mạnh đó mọi người, nên là mình chưa có thể đi đánh trực diện được. Và bên đây có một cái vùng đất băng. Ui, ở bên đây có khá là nhiều cái thuyền luôn nha mọi người. Nhưng mà từ mới khởi đầu thì mình chưa có đi cướp thuyền nhiều được. Mình phải đi kiếm thật là nhiều cái khoáng sản. Mình phải đi thăm ngàn cho nên mạnh tí xíu. Mình mới vài bữa mình sẽ đi vô đường trực diện luôn nha mọi người. Khi nào mình mạnh á, chứ bây giờ mình khá là yếu. Nên mình cứ đi đường sau tàu này đi cho nó an toàn một tí xíu. Rồi và bên này thì chúng ta có thêm mấy ổ bánh mì nữa. Đó, lấy hết mấy ổ bánh mì. Ok, chắc như vậy là ổn mọi người. Và khi nào mình có đủ đồ thì mình sẽ đi đánh chiếm hết các căn thuyền còn lại luôn. Còn bây giờ mình sẽ đi đào một ít mai đó mọi người. Mình sẽ đi tìm cái hang nào đó mình đi mai một tí xíu. Và mình có được một cái wooden này, một cái rương bằng gỗ rồi, cũng rất là xịn sò con bò luôn. Và lúc nãy mình thấy trên bản đồ có một cái mai sáp phải không? Cái đây là không phải một cái khe nứt hay sao á? Mình sẽ xem thử phải cái đó khe nứt không ta? Phải, không phải là cái khe nứt rồi mọi người. Cứ tưởng là cái khe nứt nhưng mà không phải. Hình như bên này cũng phải xấu mọi người. Em xem thử, qua bên đó xem thử có phải là cái khe nứt không. Bởi vì mình cần cái khe nứt để mình đi mai cho dễ. Đỡ còn phải đi tìm xuống hang, đi tìm hoàng khá là đau đầu. Mình sẽ đi xuống đó coi thử cái đó có phải là khe nứt không đã. Ôi, đây rồi. Mình đây hình như là cái khe nứt hay sao. Ủa, không phải cái khe nứt luôn. Trời ơi, mình tưởng là cái khe nứt chứ. Là mình mừng hụt. Ok, trời cũng đã tối rồi thì bây giờ mình sẽ đi ngủ luôn nha mọi người. Đi ngủ tí xíu luôn để trời sáng lên. Đỡ mấy anh zombie khỏi đánh á. Mấy anh zombie sẽ không đỡ xuất hiện nữa. Đó, này thì zombie của chúng ta mình đã có được cái kiếm sắt nên đỡ phải sợ mấy anh zombie rồi mọi người. Và bây giờ mình quên đem cái thang theo. Ok, để bây giờ mình đào cái đám thang ở đây luôn. Mình quên chế tạo cái cúp bằng sắt chứ.
mình chế tạo dụng cụ bằng sắt mà mình quên chế tạo cái cúp bằng sắt mất tiêu. Và ok, để bây giờ mình sẽ đặt cái rương xuống, đặt cái bàn chế tạo xuống và chế tạo một cái cúp bằng sắt đi. Rồi phải chế tạo một cái cúp bằng sắt cho mình luôn. Rồi và ok, như vậy là ổn áp rồi đó. Và sẽ quăng cái cúp bằng đá ở trên. Rồi dọn đồ lại một phát đã. Đồ mình hơi bị lộn xộn tí xíu. Rồi và ở dưới này thì có quặng super than nữa nè, rất là nhiều quặng luôn. Rồi và có quặng sắt super nữa. Rồi được 3 quặng. Hình như là một quặng sắt super thì chúng ta được 8 quặng bình thường, 8 quặng ingot đó mọi người, 8 cái thỏi sắt, rất là xịn sò luôn. Nhưng mà mình không thấy một cái hang to to, hang sâu sâu nào hết. Mình cần đi xuống hang sâu sâu để mình tìm xem thử dưới đó có cái gì không đó mọi người. Ở dưới này thì hình như dưới này là hang sâu rồi nè. Rồi để bây giờ mình chế tạo thêm mấy cái đuốc rồi đã, và xuống sâu phía dưới để tìm thêm kim, hy vọng tìm được kim cương mọi người. Đó, cần kim cương để chế đồ. Nhưng mà trong game này kim cương không phải là quan trọng đâu mọi người, trong cái này vàng mới là quan trọng nhất mọi người, bởi vì chúng ta cần vàng để gọi là chế tạo những cái chìa khóa để mở mất cái hộp mình đang có đó mọi người. Hộp nó sẽ ra được trái ác quỷ đó. Ok, mình sẽ lợi dụng mấy con Reaper để nó nổ để mình đánh bại mấy em này một cách dễ dàng. Ở đây là có thêm Reaper này, từ mình sẽ chuyển sang chế độ này đó, mình sẽ sờ bam này cho nhanh. Ok, mình là kiếm sĩ mà mọi người, mình sẽ sử dụng sức mạnh của kiếm sĩ đó, bắn trưởng. Ok, và bây giờ mình sẽ làm hết kinh đám kinh nghiệm này luôn. Và rồi và mình sẽ đi xuống ok, và bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới. Nhưng mà hình như cái này lại là hang cùng à. Phải không? Hang cùng không? Hy vọng không phải là hang cùng nha mọi người. Hang có thể, hy vọng hang này có thể đi sâu xuống phía dưới. Kìa, không phải rồi. Rồi xong khá là xui luôn cho mình hay sao á. Hang này chính là những hang bình thường thôi, không phải là hang sâu rồi. Ôi, nhưng mà có khoảng sắt super này. Rồi để mình đào, mình cắm cái đuốc đã, đào mấy hết quảng sắt này đã. Đó, cũng được rồi. Và không có cái gì nữa à. Buồn thật sự luôn á. Toàn những cái thứ gì đâu không à. Chúng ta có thêm quặng đây là quặng than super hay sao á. Ok, đào thêm mấy cái luôn đó, về mình nung lên mình kiếm thêm nhiều than mọi người. Bên này thì có gì, bên này là cái quặng silver, mình không cần quặng đó. Đây là em xương nè. Ơ kìa, em xương nè, này thì em xương. Ok, chả có cái gì hết mọi người, khá là buồn luôn. Mình cần một cái chỗ nào hang sâu sâu. Ơ kìa, cái anh zombie này tự nhiên trèo lên đánh mình là mình mất hồn. Ok, tự nhiên bấm nhầm cái bàn chế tạo. Rồi và bây giờ mình sẽ đặt block đá đi lên một phát. Mình có được mấy cái loot bag nè. Mình mở ra thử cái này có gì không. Nó có sắt nè. Ok, chả có gì hết, quăng. Cũng có cái quần sắt, cái xô, cái thang. Ok, quăng. Chúng ta có một cái này, một cái xô nữa, quăng. Chả có gì hết, quăng. Ok, không có gì ngon lành hết. Và bây giờ mình sẽ đi tìm thêm một cái hang nào xịn xịn mọi người, bởi vì cái hang này khá là cùi. Chả có cái chả sâu gì hết. 1 hour later. Ok mọi người, thì mình tìm được một cái mai khá là xịn sò luôn. Nhưng mà nãy giờ mình quên nút quay mọi người, nên là đã mất cái phân cảnh đi tìm được cái đoạn mai. Nhưng mà mình đã có lưu lại cái điểm teleport này. Bây giờ mình tìm teleport qua nha. Đó, tìm được cái chỗ mai khá là xịn sò con bò luôn. Đó, đào được. Cái đây là quặng vàng super nè. Đó, khá là nhiều quặng vàng super luôn. Và ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm. Hình như đây là quặng copper. Ok, bên này thì có lapis nữa. Ok, khá là xịn sò. Còn cái này làm silver hay sao á. Rồi và bên này thì chúng ta có, đây là silver đúng không? Quặng lead thì ra được gì? Lead thì chúng ta sẽ chế tạo được gì đây? Nó không có công thức chế tạo để làm gì luôn mọi người, cái là xui, cái là xe đa luôn á. Và chúng ta có thêm quặng vàng super này. Đó, có khá là nhiều quặng vàng super luôn. Và đây là quặng silver đúng không? Đúng rồi, đây là quặng tin. Quặng tin thì làm được gì? Cũng không làm được gì à. Để mình sẽ thử tin làm được gì không. Ôi, tin không làm được gì hết mọi người, vô dụng thật sự. Và ở đây chúng ta có quặng lapis. Rồi chúng ta sẽ đào hết mấy quặng lapis này ra luôn. Chúng ta có thêm quặng sắt super nữa. Ok, và mình sẽ đi tìm xem tiếp thôi. Mình có để mình chế tạo thêm nhiều một vài cái đuốc đi. Đó, ok, như vậy là ổn rồi. Và ở đây chúng ta có khá nhiều quặng vàng luôn. Đây, ui,
có quận kia có thêm quận vàng Summer nữa nè. Ui xịn thật sự, xịn thật sự. Và ok, ở trên này thì có quận sắt nữa, nhưng mà bây giờ mình có khá là nhiều sắt rồi, khá là nhiều mình đã có Super Iron rồi. Mình chỉ cần là đào quặng vàng thôi mọi người. Đó. Và có thêm quặng sắt này nè, có quặng than chứ, mình có đào thêm một ít cục than đi về mình nung nữa. Đó, thêm quặng vàng nữa nè. Quặng vàng Super khá là nhiều luôn á. Mình cài cái mod, đây là cái mod Super Earth đó mọi người, nên mấy cái quặng này khá là ảo luôn, khá là nhiều luôn. Ở đây thì chúng ta có quặng Lapis Super nè. Đây quặng vàng nữa. Ok, khá là nhiều quặng Super xịn sò luôn. Và ok. Nếu mình không nhầm, đây là quặng Super Kim Cương. Ơ kìa, chưa gì mình đã tìm được quặng Super Kim Cương rồi mọi người. Ảo thật sự. Và được bao nhiêu quặng Super Kim Cương đây? Được. Wow, được một stack và một stack rưỡi quặng Super Kim Cương luôn. Ôi trời ơi, cái mod này khá là ảo đó mọi người. Nó cho giúp mình tìm được khá là nhiều quặng Super Kim Cương luôn. Wow, ảo thật sự. Và cái quặng này quặng gì đây? Nhưng mà trong cái game này hình như kim cương chưa phải là đồ mạnh nhất đâu. Kim cương chỉ gọi là chỉ là một cái còn một cái loại quặng bình thường thôi, chả có gì là xịn nhất. Cái này là cái quặng gì ta, mình chả hiểu ra quặng gì nữa, nhìn khá là kỳ cục luôn. Và mình đã được một stack rưỡi quặng Super Kim Cương, mình không ngờ luôn á. Và ở đây là có quặng Super sắt nữa nè, để bây giờ mình lượm hết nha mọi người. Đọc Super than chứ, để mình đào một ít quặng Super than để mình về mình nung lên mình nấu đó mọi người. Rồi, và chúng ta có khá là nhiều đá đỏ, nhưng mà mình chả cần sử dụng đá đỏ nhiều mọi người, nên mình sẽ không lấy. Và ok, lại nữa à, lại là tao có một cái em quái hang này. Chúng ta có thêm quặng Super Kim Cương mà, nhưng mà đang bị cái em quái hang này chấn giữ rồi. Không được, mình phải từ, không biết là mình có mình sẽ dùng cái, nhưng mà bây giờ mình dùng đây là ok, nhưng mà mình dùng đây là từ. Ôi, né, mình dùng đây là quặng Super Kim Cương bị bể ra hết mọi người. Không nên, từ đó bây giờ mình sẽ lên mình chặn cái dòng nước lại đã. Cái dòng nước này hơi bị khó chịu rồi đó. Đây, chặn một cái dòng nước lại. Ok. Và mình sẽ đào cái quặng Super sắt này một xíu, Super vàng này một xíu. Rồi, được khá là nhiều quặng Super vàng luôn á. Đây nữa nè. Và từ mình phải đánh bại cái khá là tối, mình phải đánh bại cái anh người khổng lồ canh giữ cái chỗ quặng Super Kim Cương đã. Nhưng mà mình chả biết đi đường nào hết ta. Đi đường này phải không? Ủa đây rồi, đây rồi. Ui, hai anh luôn. Mình sẽ núp. Rồi mình sẽ đắc mắc cua né. Ok. Này thì Ôi. Ui giời ơi, mấy anh này rất là mạnh luôn mọi người. Ui giời ơi, mấy anh này khá là mạnh luôn. Đồ sắt của mình không có chịu nổi được sát thương của anh đó. Ok, không ổn rồi. Ok, đây, bây giờ mình sẽ nung, mình sẽ thôi, khi nào mình có đủ sức mạnh thì mình sẽ quay lại chiến với anh đó nha. Còn bây giờ mình sẽ nung một ít quặng Super vàng lên đó, với quặng Super Kim Cương, để mình chế tạo các dụng cụ xịn sò mọi người. Nhưng mà bởi vì đây cái mod này thì Kim Cương cũng không phải là xịn sò nhất đâu mọi người. Chúng ta có nhiều cái quặng xịn sò hơn nhiều. Và để bây giờ mình sẽ nung hết mấy cái đám này lên luôn. Chúng ta có quặng mình sẽ lấy một ít than đi. Mình có quặng Super Iron. Rồi, mình sẽ lấy lên. Mình sẽ nung thêm kim cương nữa này. Có khá là nhiều kim cương luôn. Mình sẽ lấy một ít than này để mình nung quặng Super than làm xíu. Và đây, chúng ta có được 18 cây kim cương rồi mọi người. Xịn sao không bao liên. Và hình như là cái mình sẽ chế tạo một cái furnace và một cái lò nung đi. Furnace bằng kim cương luôn. Nhưng mà chúng ta phải nâng cấp lên từ vàng. Vàng chúng ta còn nâng cấp lên từ sắt. Thì chúng mấy cái đó mình sẽ giúp mình gọi là nung nhanh hơn mọi người. Nhưng mà thôi, chắc không cần đâu đúng không? Mình sẽ ok, chúng ta đã có vàng rồi nè, 40 vàng. Mọi kia 40 vàng, mọi người biết mình sẽ làm gì rồi chứ? Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái gì khó. Đây rồi. Mình sẽ lên mở thử cái rương ác quỷ. Mình có một cái rương ác quỷ lúc nãy mình cướp của cái chiếc tàu hải tặc đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ ra đây, mình mở cái rương ác quỷ này ra nha. Và hy vọng ra được một trái ác quỷ xịn sò con bò. Và 1, 2, 3. Một trái Berry Nomi. Trái này là trái tạo ra tường hay sao á. Trái của một cái anh mà gọi là fan cuồng của băng hải tặc mũ rơm đó mọi người. Khá là xịn luôn á. Và ok, để bây giờ mình sẽ nung thêm quặng Super Kim Cương đi. Ok, được rồi, chúng ta được 60 quặng Super Kim Cương rồi.
tao mà sẽ quăng hết đồ mấy đồ sắt này đi, mình cũng chả cần nữa rồi, bây giờ mình khá là nhiều kim cương luôn rồi. Và em sẽ đặt một cái bàn chế tạo xuống đây đi. Đây, mình sẽ chế tạo một bộ đồ kim cương, giáp kim cương nè, quần kim cương nè, mũ kim cương và cuối cùng là bộ đôi giày kim cương. Sau đó thì mình sẽ chế tạo một set dụng cụ bằng kim cương luôn. Đó, bởi vì mình bây giờ mình khá là nhiều kim cương rồi á. Rồi, bây giờ chúng ta cần chế tạo thêm một thanh kiếm kim cương nữa. Ok, như vậy là chúng ta đã đủ set đồ kim cương rồi. Mình sẽ quăng hết mấy đồ sắt này ra luôn. Hay rồi, chúng ta không cần đồ sắt nữa. Và lên đồ thẳng lên đồ kim cương luôn nha mọi người. Đó, nhưng mà đồ kim cương chúng ta chưa có full giáp luôn mọi người thấy không? Chưa có full được giáp luôn. Đó, khá là buồn. Nhưng mà bởi vì đồ kim cương trong này chưa phải là mạnh nhất đó mọi người. Để bây giờ mình xem thử armor. Mình sẽ xem thử giáp gì mạnh nhất nha. Cái này là gì? Chest plate. Ok. Ủa, có khá là nhiều loại chest plate luôn nè mọi người. Đó, 72% full. Cái giáp kim cương chỉ có giáp kim cương nhiêu? 55% full thôi mọi người. Có khá là nhiều loại cái phần trăm full nè. Đó, 50 nè, 78%, 77%, 60% full. Và khá là nhiều cái luôn. Rồi đó mọi người thấy chưa? Toàn mấy cái loại quặng Demon, Tommy, nói chung là mấy cái này mình cũng chả hiểu nữa. Đó, có nhiều loại quặng mình cũng chả hiểu sao nữa này. Có cái gì Ender Stone. Ok, mình đây là những cái mod mới mình cũng chưa hiểu thật sự mấy cái này kiếm ở đâu nữa mọi người. Rồi, có khá là nhiều thứ xịn sò luôn. Ok, và đó là cái chết của cái giáp kim cương chưa phải là mạnh nhất đó mọi người. Ok, và bây giờ mình sẽ lượm hết kim cương trong này luôn. Kim cương chưa phải là mạnh nhất nên mình hơi buồn một tí xíu. Rồi mình sẽ quăng hết cái đám khoáng sản này lên đây một tí luôn. Đó, khá là nhiều khoáng sản luôn. Rồi, và trong tập này thì mình đã tìm được một cái trái hạ tặc, trái ác quỷ Barry Barry Nomi. Cái trái lá trái này là trái của cái thanh niên ghiền phan cuồng của băng mũ rơm đó mọi người. Hay là xịn sờ con bờ luôn. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Và ok, thì hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.